Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã, để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Và trong tháng 8 âm lịch, do được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ, nên vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 8 âm lịch, công việc liên tục thăng tiến, tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Nhâm Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong tháng 8 âm lịch lại vững vàng, tự tin về thành công của mình như vậy, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ sự tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ rất dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại, họ chỉ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình còn có thể. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại. Tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp để cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều cần chú ý, có điềm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háo đá. Ngoài ra cần chú ý tới vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá, gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên theo quý thầy Gia Cát, ở độ tuổi này các bạn không nên lo nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới việc học tập cũng như chuyện thị phi, thi cử học tập. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp kỳ âm thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc và tính tình của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Giai đoạn này, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, lại thành tích cao nhất. Đạt thành tích cao nhất, nhưng do tác động xấu từ hung tinh lại có nhiều sao cô khắc về mặt cảm xúc chiếu, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được sự tập trung, khiến cha mẹ thấy cô phàn nàn. Ngoài ra, áp lực học tập, điểm số khá lớn khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng, cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, gia chủ Nhâm Ngọ hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang sùng sình mà tiêu xài quá trớn. Cần tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây áp lực về kinh tế, không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó là tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ trong tháng này có phần suy giảm, dễ bị ốm đau, bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan tới hô hấp. Trong tháng này, gia chủ Nhâm Ngọ nên tập luyện thể thao, ăn uống, nghỉ ngơi một cách khoa học để có một sức khỏe tốt. Khi đi ra ngoài cũng cần chú ý tới sức khỏe của bản thân, đề phòng ốm đau, bệnh tật, khó mà chữa khỏi. Ngoài ra, bạn có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Khi thời tiết thay đổi, bạn nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. Nhờ được phúc tinh cao chiếu nên có các bệnh về mạo. Nhờ được phúc tinh cao chiếu nên nếu có các bệnh cảm mạo, đa phần bạn đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Trong tháng này, dù là nam mệnh hay nữ mệnh Nhâm Ngọ đều không vượng đào hoa, hoặc cho dù có gặp được người khiến trái tim mình rung động thì mọi chuyện cũng khó mà đi đến cái đích như mong muốn. Nam mệnh có duyên khắc phái, nhỉnh hơn nữ mệnh nhưng cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và cả trí tuệ trong việc theo đuổi người ấy. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm và ít xung đột. Chuyển đoạn. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày mùng 1 tháng 8 và đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có năm âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức mùng 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức mùng 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Nhâm Ngọ năm 2022 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.